Thứ gì? Thứ gì? Là cái thứ gì đang xâm chiếm YouTube vậy? I'm all about him, 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 him. And he's all about me, 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 me. Nope. Hey, hóa ra là thế sao? Chưa đủ sức nóng bỏng tay đâu. Mà cái thứ kỳ quái sau đây mới chính là điểm nhấn nè. Chị ơi, bồn cầu đi. Nhanh trí biến thành bồn cầu đi. Thì nhanh trí đã thức nguyên 7 ngày để tìm hiểu. Nếu bạn ấn vào like thì rất đẹp trai. Còn nếu ấn vào subscribe thì nhanh trí sẽ biến thành Skibidi Toilet ngay bây giờ. Let's go. What the heck is going on you? Give me the bum bum, yes yes. Give me the bum bum, nim nim. Give me the bum bum, yes yes. Give me the bum bum, nim nim. Theo các bạn, trào lưu Skibidi Toilet xuất phát từ đâu? Một YouTuber, một TikToker hay một game nhỉ? Nhanh trí xin đính chính lại, Skibidi Toilet này có xuất phát từ kênh YouTube Dafu Boom, chứ không phải một game nào đó. Video phần 1 nhanh trí mới là tấm chiếu mới nên có chút nhầm lẫn một tí xíu, chứ giờ thì không bé ơi. Theo nhanh trí được biết, video đầu tiên về Skibidi được đăng tải vào mùng 8 tháng 2 năm 2023 tại kênh Dafu, hiện nay được hơn 70 triệu view rồi nha các bạn ơi. Quá là amazing luôn đấy. Mà video ấy chỉ là video ngắn thôi, 0,12 giây ý. Khi thành công hơn thì kênh chính thức đăng video dài trên 1 phút. Và đây là video dài đầu tiên. Nhiều người nghĩ quá là đơn giản và hơi xàm xí, nhưng để tạo ra được một video như vậy thực sự là rất kỳ công. Cần phải có đội nhóm có tay nghề vẽ và dựng video 3D mới có thể làm được. Tuy không hề đơn giản một tí nào và rất vất vả, nhưng đền đáp lại là một lượng fan khổng lồ cũng như số view khủng. Thế nên nhanh trí có vất vả làm video thế nào đi chăng nữa mà có thêm nhiều fan xem và ủng hộ hơn, lại đem tới sân chơi bổ ích cho các bạn, thì vất vả đến mấy nhanh trí cũng thấy chỉ là con muỗi thôi. Đấy đấy, cái đội mồm doe kia lại hát rồi, không biết chúng ăn gì mà cứ ca vang ca mãi thế nhỉ. Nghĩ cũng khó, cơ mà lại easy cho những người giỏi suy luận đây. Có phải các bạn toàn thấy nó hát đốc đốc chết chết cả ngày rồi đi bắn nhau tưng bừng khói lửa trong cái bồn cầu không? Đấy, mà đã là bồn cầu thì có khi nào ăn Ôi giời ơi. Đoán ra chưa? Comment ngay xem đáp án chúng mình có giống nhau không nhé. Bây giờ bạn sẽ là một người rất nhạy bén và giỏi phân biệt chứ, nếu tìm ra đây là giọng của Skibidi Toilet nào. Là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Không phải 100% là fan, nhưng mà đoán ra thì đúng là mình nể mình thật. Có bạn gửi về cho nhanh trí bảo cái con Skibidi này phải đặt tên cho nó là Holy Skibidi vì nó có vầng hào quang trên đầu. Các bạn thấy có hợp lý không? Nhớ thả một like nhé. Cứ suốt ngày đập đập chết chết rồi, rốt cuộc người ta sáng tạo nó dựa trên giống loài gì nhỉ? Một loại virus, một quái vật ngoài hành tinh hay là do một thí nghiệm hóa học nào đó? Thực chất, Skibidi Toilet là một loại virus. What the hell? Vậy là nó có thể lây nhiễm cho con người. Quái vật bồn cầu này đi đến đâu thì con người gần đó bị biến thành bộ dạng như chúng luôn. Dựa trên giả thuyết câu chuyện như vậy nên cả cái nhà hàng này đã biến thành Skibidi Toilet không thương tiếc kìa. Mọi người đang ăn vui vẻ thì lũ Skibidi tiến vào và thế là ối rồi ôi luôn. Ý định của chúng là xâm chiếm trái đất. Sao mà con người để yên vụ này được? Từ đó những người đầu camera, người đầu loa xuất hiện như siêu anh hùng để tiêu diệt lũ Skibidi vừa xấu xí vừa xấu xa đó. Đúng là ở đâu có cái ác, ở đó có công lý mà. Ban đầu tưởng là những nhân vật xàm xí câu view, nhưng không hề, video giải trí này cũng có ý nghĩa riêng của nó đấy chứ, phải không các bạn? Ấy thế cơ mà, dù bạn có là chiến thần YouTube, cụ tổ xăm soi cũng chưa chắc trả lời được câu hỏi này đâu nhá. Ơ, nhìn hình bắt chữ à, nhưng mà đây là quái vật bồn cầu nào nhỉ? Wow wow wow, các bạn đã đoán ra chưa? Nhanh trí nghĩ trong 3 giây thôi. Đó chính là quái vật bồn cầu phiên bản Spider-Man. Khiếp thôi, đúng kiểu chân dài tới nách luôn. Con này có khi phải cho đấu với Slenderman đi chứ các bạn nhở?
ồ, bự hơn và lầy lội hơn, có khi khiến bạn lú hơn con cú khi gặp con này đấy. Nhưng mà con này là con nào nhỉ? Ây chô, đáp án này quá chuẩn luôn. 2-3 chô, mời các bạn xem nó trình diễn nhé. Vậy ha, các bạn cũng quá nhanh nhẹn đi, đoán một phát trúng luôn. Trước diễn biến này, lũ Skibidi Toilet tăng cường các đợt tấn công, huy động lực lượng mỗi lúc một đông hơn nhằm quét sạch loài người. Và lúc này trùng cuối của Skibidi cũng xuất hiện. Và đó là trùng cuối nào? German, nhện hay con Flying? Đúng là trùng cuối xuất hiện thì không phải dạng vừa đâu. Đó chính là cái con German Skibidi Toilet kia kìa, được dự đoán là trùng cuối đấy. Bảo sao trông hắn siêu to khổng lồ và ra mắt một cách quá là rầm rộ. Bờ môi size XXL lớn hơn của anh Dương Lâm Đồng Nai luôn. Hí. Còn cặp mắt của German có thể bắn được tia laser, biu 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 biu, lợi hại lắm luôn. Còn theo các bạn thì con nào có thể là trùng cuối trong cái chuỗi series Skibidi Toilet này nhỉ? Nhớ comment xuống bên dưới nhé. Cơ mà xét về cái độ thông minh ý, dù có là trùng cuối cũng chưa bằng kẻ hủy diệt tiếp theo này đâu. Trong cái đám Skibidi Toilet đó thì con nào thông minh nhất? Skibidi Toilet DJ, Skibidi Toilet Giant. Nếu mà bạn nào giỏi tiếng Anh thì chắc cốp câu này chiến thắng 100% luôn. Đó là Skibidi Toilet Giant, hay gọi là Skibidi khoa học ý, dường như sở hữu trí thông minh cao nhất, vì hắn ta là người đã tạo ra Skibidi ký sinh trùng, và có khả năng hắn cũng chính là kẻ phát minh và chế tạo ra vũ khí xịn sò cho đám Skibidi đấy. Cuộc chiến ngày càng cam go, phía bên camera cũng không ngồi chơi xơi nước đâu. Họ thực hiện một chiến dịch do thám đột nhập vào hang ổ của chúng. Bạn có muốn theo chân không? Let's go! Và cái kết sẽ như thế nào? Xẻo quá rồi, vào đúng nơi họp hội đồng quản trị của các Skibidi khoa học nên bị phát hiện, và thế là tèo tiêu tèo tiêu tèo. Ngay sau đó, Skibidi khoa học đã tung ra phát minh mới của mình là Skibidi chân nhện với skill leo tường đỉnh cao. Ái chà chà, có vẻ khét đấy, hóa ra là cái con chân nhện xuất hiện ra từ đây sao? Vừa nãy đã là cam go lắm rồi, thế mà bây giờ lại cam go x2, tình hình quá tệ cho phe chính nghĩa camera. Phải làm gì bây giờ? Quả thật cái lũ quái vật bồn cầu này ghê gớm phết. Rất may, ngay sau đó, át chủ bài của camera đã được tung ra, khiến lũ Skibidi trở tay không kịp. Và đó là cái gì mà khiến Skibidi khiếp sợ như thế nhỉ? Đó là Titan camera, lựu đạn hay là tên lửa? Đó chính là Titan camera chứ còn ai nữa. Với ngoại hình khổng lồ, dễ dàng đè bẹp và bóp nát mấy con Skibidi tép diêu liều tiểu, kết hợp với binh chủng đặc công Speakerman với âm thanh cực khủng cùng những chiếc loa khổng lồ, dễ dàng đánh bay lũ Skibidi kia đi. Ô, đang xem cuốn mà sao mờ thế nhỉ? À, hóa ra là mờ em mê. Ở đây còn có cả một rừng phiên bản Skibidi, nhưng mà lần này nó lạ lắm ý các bạn ạ. Không biết bạn thích phiên bản nào hơn? Có kết quả rồi đây, các bạn sẽ vô cùng bất ngờ cho mà coi. Nếu chọn phiên bản Minecraft, bạn là một người rất cá tính đấy. Còn nếu mà chọn phiên bản tranh vẽ thì có vẻ rất chi là hiền lành, giống như nhanh trí vậy. Ủa, rồi fan nào mà giống tôi vậy? Nhớ comment xuống bên dưới nhá. Ôi, đang giải đố mà tự nhiên buồn tèo quá mà con ơi. Phải làm gì bây giờ? Mở cửa nhà vệ sinh mà liên tưởng linh tinh thì sao nhỉ? Không biết khi đi vệ sinh thì chúng mình sẽ sợ cái gì nhất? Gặp rắn hay gặp con Skibidi kia ta? Tất nhiên là sợ gặp rắn rồi. Còn Skibidi á, kia kia, lấy điện thoại ra làm kiểu ảnh nào bạn ẻ. Ê xảy, quá là chất luôn chứ còn gì nữa. Thế nhưng mà còn lâu mới gặp Skibidi nhá. Còn rắn thì rất có thể đấy. Nhưng mà không sao, gặp thì mình cứ hét la to ầm ĩ lên. Mình đã làm gì đâu mà phải sợ, đúng không nào? Giải quyết nỗi buồn đã xong, giờ mình cùng luyện cái mắt thôi. À, nhớ rửa tay trước khi luyện nhá. Còn Skibidi nào khác biệt nhất đấy? Nhiều mắt
trái, rồi lại nhèo mắt phải. Chắc là ở đây. Wow, chính xác luôn nè. Có lẽ đây là tín hiệu vũ trụ để mình chiến thắng hết câu hỏi ngày hôm nay chăng? Cứu, cứu, Chumina, help me please. Ván này chỉ có người vừa học giỏi, vừa chơi hay mới giải quyết được thôi. Chả là camera phải thực hiện nhiệm vụ đánh bại cái bọn quái vật bồn cầu này. Nhưng mà đường cứ như vào tim cờ rốt thế này, chỉ 7 giây thì bạn có giải được không? Ê ê, anh ơi, theo em, lần sau thì smart lên anh nhá. Biết rồi nhớ, có một sự thật bị bóp méo mó ở đây. Chỉ ai tinh ý lắm, tinh ý cực kỳ mới nhận ra thôi. Không biết con quái vật bồn cầu nào là thật nhỉ? Ái chà chà, Skibidi Toilet cũng có tóc xanh sao? Chất phết đấy chứ. Còn hai cái đồ bánh bèo kia thì có vẻ hơi pha ke rồi đấy. Sao tự nhiên nhiều bồn cầu xuất hiện ra thế? Có một cái khác biệt nhất ở đây tiếp tục nè, bạn có nhìn ra được không? Bất ngờ chưa? Một chiếc bồn cầu vàng chói bling bling sao? Sao lạc loài ở đây nhở? Wow, nhưng nhìn xịn đấy, ước gì được đặt mông lên đây nhỉ? Hí, chắc là mát lắm đây. Muốn thực hiện điều ước này cũng không khó lắm đâu các bạn ạ. Xách ba lô lên và đi thôi. Ở Việt Nam ta có một nơi có bồn cầu rất vàng đấy. Không biết bạn có biết nơi nào không? Khách sạn Golden Lake ở Hà Nội hay tòa Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh? Ôi, các bạn miền Nam ơi, các bạn sẽ ghen tị với chúng mình một chút đấy. Khách sạn Golden Lake ở Hà Nội chính là nơi bạn có thể thỏa sức tắm trong bồn tắm dát vàng, đặt mông lên bồn cầu bằng vàng. Không biết cảm giác lúc đó sẽ ra sao, sẽ như thế nào nhỉ? Ai có dám chi tiền để vào đây đi vệ sinh một lần không? Nhớ comment xuống bên dưới cái độ chịu chơi của bạn nhé. Những chủ đề tiếp tục Nhanh Trí sẽ lên là gì nữa nè? Đừng quên, ở Nhanh Trí luôn bất ngờ và thú vị. Và không muốn bỏ lỡ thì subscribe và bấm chuông thôi.